thật sự. Uy tín, trí tuệ là tồn tại. Công ty cổ phần xây dựng trang trí nội thất Thành Đô, tiền thân của Thành Đô Group, được thành lập vào năm 2002 bởi ông Phạm Quốc Trí, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty, với các chuyên gia quản lý và kỹ thuật tại các tập đoàn đa quốc gia. Mục tiêu hàng đầu của Thành Đô là cung cấp các sản phẩm, dịch vụ chuyên nghiệp và hiệu quả nhất trong các lĩnh vực thiết kế, xây dựng dân dụng, công nghiệp và trang trí nội thất. Đội ngũ cán bộ và công nhân kỹ thuật của Thành Đô với hơn 200 người, trong đó có 2/3 tốt nghiệp cao đẳng, đại học và trên đại học, được đào tạo bài bản cùng với sự chuyển giao công nghệ từ các tập đoàn sản xuất và thi công hàng đầu trên thế giới. Chúng tôi luôn đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công cao nhất trong mọi công trình. Hệ thống sản phẩm xây dựng và trang trí nội thất Thành Đô đã đáp ứng thỏa mãn nhu cầu của khách hàng trong nước và quốc tế. Sự thành công của đơn vị đã và đang là mơ ước của nhiều doanh nghiệp khác. Bên cạnh những thành quả đã đạt được, Thành Đô luôn chú tâm xây dựng, đổi mới để phù hợp với thực tiễn một cách nhạy bén trong quá trình vận hành bộ máy tổ chức của mình, tạo hiệu quả cao nhất và thể hiện tính chuyên nghiệp, được thể hiện rõ trong sơ đồ bộ máy tổ chức của mình. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Ban ISO 9001 phiên bản 2008, Ban Kiểm soát, Phó Tổng Giám đốc Hành chính Nhân sự, Kế hoạch Đầu tư, Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật Thi công, Giám đốc Thiết bị, Giám đốc Vật tư, Giám đốc Kỹ thuật Thi công, Phòng Hành chính Nhân sự, Ban An toàn Lao động, Phòng Tài chính Kế toán, Đấu thầu, Phòng Thiết bị, Phòng Vật tư, Phòng Kỹ thuật Thi công, Phòng NNI. Thành Đô được biết đến là một công ty uy tín và thành công trong các lĩnh vực thiết kế và thi công các công trình xây dựng và công nghiệp như chung cư cao cấp, cao ốc văn phòng, trường học, bệnh viện, trụ sở cơ quan, khách sạn, nhà hàng, bar, nhà xưởng, biệt thự, căn hộ. Tư vấn thiết kế và thi công các công trình trang trí nội thất, đầu tư, kinh doanh bất động sản, dịch vụ du lịch, tài chính, thiết kế, sản xuất đồ gỗ nội ngoại thất, cung cấp sản phẩm trong nước và xuất khẩu. Trở thành một trong những công ty hàng đầu Việt Nam và thế giới trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản, dịch vụ du lịch, tài chính, kế toán, xây dựng dân dụng, công nghiệp, phân phối các sản phẩm vật liệu trang trí nội thất cao cấp, xuất khẩu các mặt hàng gỗ trang trí nội ngoại thất. Cung cấp các sản phẩm chất lượng và dịch vụ thương mại tốt nhất, đem đến sự hài lòng khách hàng, tạo lợi ích cho nhà đầu tư, cổ đông, không ngừng nâng cao mức sống cho nhân viên, đem lại giá trị lợi ích cho các cổ đông, đóng góp tích cực cho cộng đồng, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Định hướng khách hàng là nền tảng hoạt động, sản phẩm hoàn mỹ, dịch vụ hoàn hảo, chuyên nghiệp, sáng tạo, hiệu quả, đoàn kết và tạo môi trường làm việc thân thiện là những giá trị cốt lõi được ban giám đốc và toàn thể nhân viên thấm nhuần trong công việc, trong tất cả các hoạt động dưới mái nhà chung mang tên Thành Đô. Chúng ta có thể điểm qua một số dự án tiêu biểu trong những năm gần đây như trường trung học phổ thông Tân Túc, trụ sở làm việc chi cục thuế huyện Bình Chánh, thi công xây dựng nhà điều hành Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện huyện Bình Chánh, Cục thuế Đắk Lắk. Cùng với việc xây dựng chi cục thuế Nha Trang, Thành Đô Group đã được chi cục thuế Khánh Hòa tin tưởng và trở thành nhà thầu xây dựng chi cục thuế tỉnh Khánh Hòa. Trong năm 2017, Thành Đô Group đã và đang trực tiếp quản lý các dự án lớn như nhà tạm giữ công an Bình Chánh, bệnh viện quận 12 giai đoạn 1, bệnh viện quận nhất, công trình trụ sở công an huyện Cần Giờ, trụ sở ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, cục thuế Bà Rịa Vũng Tàu, cục thuế Cà Mau, chi cục thuế Phú Nhuận, chi cục thuế quận nhất, chi cục thuế Buôn Mê Thuột, v.v. Và đặc biệt là ba dự án trọng điểm nổi bật
và tạo sức bật mạnh mẽ, mở rộng và đột phá trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Thành Đô Group đang cần sự hợp tác đầu tư kinh doanh của các đối tác, đó là việc trực tiếp khai thác mỏ cát Vĩnh Long tại phường 9, sông Cổ Chiên thuộc xã Trường An, phường 9, thành phố Vĩnh Long và xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long với giấy phép khai thác khoáng sản số 1767/GP/UBND ngày 9 tháng 8 năm 2017. Cùng với hai dự án khu du lịch sinh thái Vĩnh Long và khu du lịch Thành Đô An Giang đã và đang mở ra một cánh cửa đầu tư hấp dẫn và bền vững cho các đối tác bởi chính nhu cầu trong cuộc sống hiện đại ngày nay với loại hình du lịch sinh thái nghỉ dưỡng giàu tiềm năng này. Đây cũng là hai dự án mà Thành Đô Group đang đẩy mạnh kêu gọi các nhà đầu tư cùng hợp tác kinh doanh để sinh lời bền vững. Các hoạt động vì cộng đồng xã hội, chung tay vì cộng đồng là một nét đẹp mang tính nhân văn sâu sắc trong văn hóa của dân tộc ta từ bao đời nay. Và sự lớn mạnh không ngừng của công ty luôn được song hành cùng những hoạt động vì cộng đồng. Bên cạnh việc chăm lo và nâng cao chất lượng cuộc sống cho cán bộ công nhân viên công ty để nhân viên an tâm với cuộc sống của mình và nâng cao hiệu quả trong công việc, hàng năm, công ty luôn tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện như trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào dịp Tết Trung Thu, Quốc tế Thiếu Nhi, xây dựng nhà tình nghĩa và tặng quà cho bà con ở vùng sâu, vùng xa, hay hiến tặng đất, xây dựng các công trình tâm linh, trao học bổng cho các em học sinh, sinh viên, v.v. Những thành tích xuất sắc trong quá trình hình thành và phát triển, góp phần không nhỏ cùng ngành xây dựng Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tập thể cán bộ công nhân viên công ty Thành Đô đã rất hãnh diện và tự hào khi ngày 6 tháng 6 năm 2013, Thành Đô được tổ chức Trung tâm Chứng nhận sự phù hợp Quosas ANZ chứng nhận sự phù hợp theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 phiên bản 2008. Và là doanh nghiệp phát triển vững mạnh năm 2015, doanh nghiệp vững mạnh xuất sắc năm 2014, thương hiệu xuất sắc 2016, bảng vàng vinh danh, nhà lãnh đạo tiêu biểu thời đại Hồ Chí Minh của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, doanh nhân xuất sắc, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, một trong 82 nhà lãnh đạo tiêu biểu, doanh nhân xuất sắc 2016 và nhiều giải thưởng cao quý khác. Người ta thường mô tả tài năng như một nguồn vốn trí tuệ. Những tổ chức biết sử dụng tài năng chắc chắn sẽ đạt được khả năng cạnh tranh tối ưu. Thành Đô thành công trong lĩnh vực vận hành, an toàn và hoạt động kinh doanh cũng nhờ vào đội ngũ nhân viên tài năng của mình. Và để có được những thành quả như hôm nay, ban lãnh đạo công ty xin gửi lời cảm ơn tới sự nhiệt tâm và cống hiến của tập thể cán bộ công nhân viên Thành Đô. Sau 15 năm vận hành, Thành Đô Group hoàn toàn có thể tự hào về một đội ngũ lãnh đạo từ giám đốc tới tập thể nhân viên của mình. Và sự lớn mạnh của Thành Đô Group kể từ khi thành lập cho đến năm 2017 còn được minh chứng với sự liên kết chặt chẽ của 9 công ty thành viên. Đồng thời, góp sức vào sự lớn mạnh của Thành Đô Group ngày hôm nay cũng như đưa con thuyền Thành Đô tiếp tục vươn dài và trải rộng phát triển trong tương lai. Xin phép được tri ân đến sự đóng góp của các nhà cung cấp và nhà thầu, sự quan tâm của các nhà đầu tư để các dự án mà Thành Đô thực hiện luôn đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng trên từng sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng. 15 năm vận hành, một chặng đường định hình và phát triển của Thành Đô để đạt được những thành quả to lớn mang ý nghĩa sâu sắc đáng tự hào không chỉ với tập thể cán bộ công nhân viên công ty Thành Đô mà còn cả ngành xây dựng quốc gia. Và thay cho lời kết của quãng đường 15 năm hình thành và phát triển đầy khó khăn, thử thách và thay đổi nhưng cũng rất đối thành công và tự hào, chúng ta hãy cùng đến với lời phát biểu của ông Phạm Quốc Trí, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Thành Đô.